Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều cánh đồng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực đưa máy móc vào đồng ruộng nhằm giải phóng sức lao động. Trong chuyên mục Nông nghiệp nông thôn nông dân Vĩnh Phúc kỳ này, chúng tôi có phóng sự Vĩnh Phúc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, mời bà con nông dân và các bạn quan tâm theo dõi. Trước đây, mỗi khi bước vào giai đoạn lúa chín, bà con nông dân phải tất bật chạy tìm thuê mướn nhân công thu hoạch lúa. Lúc khan hiếm lao động, còn phải tranh thủ đặt tiền cọc. Đó là chưa tính đến các khoản chi phí tăng cao. Từ khi đưa cơ giới hóa vào khâu thu hoạch lúa, bà con nông dân rất phấn khởi vì máy gặt đập chiếm nhiều ưu thế hơn so với thu hoạch thủ công. Gia đình bà Phạm Thị Hòa ở phố Trà Hai, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên có gần một mẫu ruộng. Nếu như trước kia, mỗi khi vào vụ thu hoạch, bà thường phải thuê thêm người làm. Vào những đợt cao điểm, rất khó kiếm người. Nhiều khi giá thuê nhân công còn bị đẩy lên cao, hay có khi phải chờ đến ngày nghỉ mới huy động được nhân công trong gia đình, ra đồng thu hoạch lúa. Thì nay chỉ phải bỏ ra hơn 100.000 đồng thuê máy gặt đập liên hợp cho một sào lúa. Và ông bà chỉ phải ra đồng chở những bao lúa đã được đóng sẵn mang về nhà. Gặt máy thì bao giờ vẫn nhanh hơn là gặt tay rồi, gặt tay thì bao giờ chậm hơn là gặt tay xong rồi lên thì phải gánh người khuôn xong bắt đầu mới để suốt, lại quân công đi suốt để công người gánh. Xuất phát từ thuận lợi đó nên những năm gần đây, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực sử dụng máy gặt đập liên hợp trong khâu thu hoạch lúa vì nó có ưu điểm hơn hẳn so với việc gặt bằng tay thủ công, vừa chi phí cao mà thời gian lại kéo dài. Ngoài việc giải quyết thu hoạch lúa một cách nhanh gọn, hạn chế thất thoát, giảm bớt nhân công lao động, thì thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp còn giúp bà con nông dân giảm được nhiều chi phí khác. Có thể thấy việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa đã góp phần giúp bà con nông dân giảm công lao động, tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, tạo sự chủ động trong việc triển khai sản xuất vụ đông. Đây được coi là một bước tiến mới nhằm hướng tới việc cơ giới hóa tất cả các khâu trong sản xuất nông nghiệp. Việc mà đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng hiện nay thì đúng nó có một cái hiệu quả rõ rệt. Ví dụ mấy năm qua, ví dụ với cái diện tích của phường Hội Hợp chúng tôi là hơn 400 ha này, thì nếu riêng về cái phần gặt là phải tới 15, 18 hoặc 20 ngày mới xong. Nhưng mấy năm gần đây mà do đưa cái máy gặt đập liên hoàn vào trong quá trình thu hoạch ấy, thì nó cũng còn rút ngắn khoảng 7 đến 10 ngày. Tôi nghĩ đấy là một cái phần là nó đẩy cái năng suất của cái lao động và giảm tải sức của người lao động là rất rõ rệt. Đấy. Hay là làm đất, cái phần làm đất cũng thế thôi. Ngày xưa nếu mà chưa có cái máy cày mà chủ yếu vào dựa sức châu bò thì có khi tới 15-20 ngày. Nhưng đến nay cũng chỉ còn độ 7, từ 8 đến 11, 12 ngày là chúng tôi gieo cấy xong. Bởi vì ta biết là trong cái phần gieo cấy là cái khâu làm đất rất quan trọng, nó quyết định thời vụ. Đấy là cái, hay là cái cấy cũng vậy thôi. Thế nên là cái việc mà đưa cơ giới hóa vào trong nông nghiệp trong cái thời kỳ này tôi nghĩ là rất cần thiết mà cấp bách. Mà không những hôm nay và trong những thời gian tới là chúng ta phải đẩy mạnh cái khâu này. Có như vậy thì mới tạo điều kiện nông dân để người ta xu thế gắn bó với đồng ruộng, để thúc đẩy cái nền nông nghiệp của chúng ta đi lên. Nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ngày 28 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 2129 QĐ-CT hỗ trợ hơn 4,3 tỷ đồng giúp nông dân trong tỉnh đầu tư mua máy nông nghiệp, từng bước đưa ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả. Theo quyết định số 07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% nhưng không quá 75 triệu đồng một lần hỗ trợ trong 5 năm chi phí mua máy nông nghiệp cho người sản xuất và giao Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh triển khai chương trình này. Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh phối hợp với các đơn vị sản xuất, phân phối máy nông nghiệp và chuyển giao được 125 máy làm đất, 6 máy cấy, 60 máy lên luống và 5 máy gặt đập liên hợp cho các hộ nông dân các địa phương trong tỉnh. Ngoài các loại máy nông nghiệp được hỗ trợ kể trên, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư vẫn đang tích cực phối hợp chuyển giao 18 máy vắt sữa bò, 50 máy thái cỏ, 55 máy nghiền trộn thức ăn cho gà, lợn cho các hộ nông dân các địa phương trong tỉnh.
vừa rồi được hỗ trợ một cái máy để mà giúp đỡ cho cái giải phóng cái sức lao động của nông nghiệp. Thì ngoài cái việc làm của gia đình ra thì gia đình nhà tôi cũng có sẽ làm thêm một vụ từ 17 đến 20 mẫu. Thì hiện tại nhà tôi bây giờ là hai máy, thì các cháu thì nó không có công ăn việc làm, cho nên là một cháu thì làm một cái máy nhỏ hơn thì nó ở những cái đồng sâu mà máy to không xuống được. Thế còn cái máy to thì tôi làm ở những đồng trên. Thì bình quân thì là cũng cả vụ, một năm hai vụ, nhưng tôi tính một vụ là khoảng độ 30 mẫu hai máy. Đấy. Tổng thu thì như cái giá hiện tại chúng tôi làm thì bây giờ là khoảng độ 170.000 trên một đầu sao Bắc Bộ. Về cái tốc độ cái cơ giới hóa thì đến nay về cái khâu làm đất thì huyện Tam Dương đã làm trên 95% về cái cơ giới hóa làm đất và cái khâu thu hoạch. Thì để tiếp tục cái chương trình này nhưng trong năm tới thì chúng tôi cũng đề nghị Hội đồng dân tỉnh cũng như Ủy ban tỉnh cũng như là khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tổ chức triển khai để cho bà con nhân dân chúng ta được tham gia. Đây là một cái chương trình hết sức có ý nghĩa. Từ sự hỗ trợ của tỉnh, một số hộ nông dân đã mạnh dạn đăng ký nhận hỗ trợ mua máy và đưa vào sản xuất từ khâu gieo cấy đến thu hoạch, góp phần thay thế dần sức kéo từ gia súc, tăng năng suất lao động trên một diện tích cây trồng và tăng hiệu quả kinh tế. Là một trong những hộ được hỗ trợ máy làm đất trong đợt vừa qua, ông Nguyễn Văn Bằng, xã Đào Tú, huyện Tam Dương đã được hỗ trợ 50% giá trị khi mua máy làm đất đa năng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nếu như trước đây ông phải bỏ ra gần một buổi sáng để cày bừa và lên luống, thì nay chỉ mất một giờ đồng hồ, ông đã có thể giao đất cho bà con gieo trồng. Với máy làm đất đa năng, bình quân mỗi ngày, ông nhận làm đất cho từ 5 đến 6 sào ruộng, thu nhập tăng hơn hẳn so với việc làm đất thuê bằng phương pháp thủ công trước kia. Tỉnh có hỗ trợ cho chúng tôi là những cái máy làm đất để thay con trâu. Thì chúng tôi thấy nó hiệu quả và nó đem lại cái nhiều cái lợi ích cho bà con nông dân. Nên là tôi, gia đình tôi là quyết định là đầu tư mua cái máy làm đất loại nhỏ này cho nó nhẹ nhàng mà cũng là phù hợp với cái sức khỏe của chúng tôi. Trước đây chúng tôi cũng làm nông nghiệp, chúng tôi cũng đi cày bằng con trâu, con bò. Nhưng thực ra là từ 4 giờ sáng cho đến khoảng 7-8 giờ là chúng tôi chỉ làm được khoảng 2 sào, cày 2 sào đất. Nhưng mà thấy nó vất vả lắm. Nhưng mà có cái máy này thì bất chấp thời gian, chúng tôi có thể tranh thủ chúng tôi làm trong vòng khoảng độ một sào đất chúng tôi sới chỉ trong vòng khoảng độ một tiếng ấy, là chúng tôi làm xong. Mà đất rất là nhỏ như các anh thấy đấy, đất chúng tôi làm rất là nhỏ, có thể trồng được các loại rau màu để cho nó có cái hiệu quả, cái năng suất. Nhờ có sự hỗ trợ của tỉnh mà số lượng máy nông nghiệp của bà con được đầu tư tăng lên. Việc đồng áng và chăn nuôi nhờ vậy cũng thuận tiện hơn và tiết kiệm được nhân công lao động. Với 6 sào ruộng, trước đây gia đình bà Nguyễn Thị Hợp, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương phải mất rất nhiều ngày để thu hoạch và làm đất. Giờ thuê được máy móc vào cày cấy và gặt hái, bà Hợp thấy công việc đồng áng nhàn rỗi hơn hẳn. Trước đây thì chúng tôi mà cày bằng trâu bò thì làm thì nó vất hơn, mà làm thì nó vẫn mất nhiều công hơn đấy. Thế bây giờ mà có đưa cơ giới hóa nông nghiệp vào cái đồng ruộng được á, thì nó nhanh hơn. Cái máy cày đó thì nó cũng làm được nhiều, nhanh hơn trâu bò, mà lại sới được cả đất, mà mổ được luôn cả hố nữa. Thì nó trong cái khi mà làm đồng ruộng của mình á, thì nó phù hợp hơn mà nó lại nhanh tiện. Nhà chúng tôi thì vẫn phải thuê đấy, vì là bây giờ thì trâu bò nuôi có cày được đâu, toàn phải đi thuê máy thế thôi. Còn nếu mà không thuê máy thì trâu lâu lắm, đưa cơ giới hóa nông nghiệp đi vào đồng ruộng thì nói chung là đồng ruộng đều là bê tông cả, bê tông hóa đó, thì máy móc vào thì nó nhanh hơn. Trong năm 2016, Vĩnh Tường được đánh giá là một trong những huyện có số đăng ký thực hiện mô hình nhiều nhất, với tổng số 216 hộ đăng ký với các hạng mục như máy làm đất, máy cấy, máy lên luống và máy gặt đập liên hợp. Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã thực hiện bàn giao 8 máy làm đất tại xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường. Chứng kiến niềm vui của bà con khi được nhận những chiếc máy mới, chúng tôi càng hiểu thêm ý nghĩa từ chương trình đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp mà tỉnh đang thực hiện. Vừa ngồi lái thử máy làm đất nhãn hiệu Bông Sen do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp sản xuất, ông Bùi Đỗ Nhuận, thôn Chợ Chùa, không giấu nổi niềm vui
khi đã được nhận máy làm đất. Gia đình chúng tôi là cũng được sự quan tâm mua được một cái máy này với cái điều kiện của gia đình mà được nhà nước hỗ trợ như này thì chúng tôi cũng muốn là đề nghị với cấp trên sẽ tạo điều kiện mua thêm một vài cái nữa để phục vụ bà con. Thứ nhất là trong gia đình cũng như là trong đơn vị hoặc là còn đi làm thêm cho một số các bạn đơn vị bạn lân cận để phục vụ làm sao cho cái nền khoa học nông nghiệp là phát triển tiến nhanh mạnh tiến hơn để mà nó thuận lợi cho bà con nông nghiệp đỡ giải phóng được cái đôi vai và sức kéo của con gia súc gia cầm. Xác định cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm thời vụ và tăng hệ số sử dụng ruộng đất, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các xã thị trấn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, hệ thống giao thông nội đồng. Trên địa bàn huyện cũng đã hình thành hệ thống mạng lưới các cơ sở bảo hành, sửa chữa máy nông nghiệp rộng khắp, đáp ứng nhu cầu thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy nông nghiệp. Với cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ của tỉnh đối với các máy móc sản xuất nông nghiệp ví như cái máy làm đất như này thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đẩy nhanh cái tiến độ cơ giới hóa trong cái khâu làm đất trong sản xuất nông nghiệp, sẽ giúp cho cái giảm nhẹ cái sức lao động và tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp với cái nhu cầu của huyện còn lớn hơn. Tuy nhiên là năm 2016 thì tỉnh mới phân bổ là 46 máy. Chúng tôi mong muốn rằng trong những năm tới đây thì tỉnh tiếp tục có cái phân bổ chỉ tiêu cho huyện Vĩnh Tường tôi để ngày càng thực hiện tốt khâu cơ giới hóa trong làm đất trong sản xuất nông nghiệp. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ giải bài toán về thiếu lao động do một bộ phận nông dân thường xuyên đi làm ăn xa, một số người chuyển đổi sang làm nghề mới, giảm chi phí trong sản xuất, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho các địa phương trong tỉnh xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, góp phần hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu trong năm 2016 và những năm tiếp theo, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường đưa máy cày công suất lớn vào khâu làm đất và thực hiện cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch như phơi sấy, bảo quản, tạo sự đồng bộ trong việc thực hiện quy trình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Chuyên mục nông nghiệp nông thôn nông dân kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.